Dưới đây là câu chuyện nhớ về kiếp trước của cô Nguyệt. Năm học cấp 1, cô giáo nói: "Em hãy vẽ một con vật mà em yêu thích." Cả lớp vẽ chó, mèo, lợn, gà. Cô Nguyệt vẽ phượng hoàng và rồng. Cô giáo nói: "Em hãy vẽ một người mà em yêu quý trong gia đình." Cô Nguyệt vẽ ngọc hoàng, các quan trên trời và vẽ các cô tiên. Cô giáo nói với mẹ cô Nguyệt: "Cháu Nguyệt nhà chị không được bình thường. Khi chơi với con nhà bác và cậu trong nhà, cô Nguyệt thích hóa thân là tiên, thường xuyên nói: "Thôi, ta bay lên trời đây." Từ nhỏ cô rất thích mua kiếm. Nhà nghèo không có tiền mua nên cô tìm miếng gỗ tự vót kiếm chơi. Khi làm xong thì ngay đêm đó cô mơ thấy mình cầm kiếm đánh nhau một con ma đen xì trước sân nhà. Cô thường xuyên mơ mình nhẫm lên mây bay lên trời cùng các nàng tiên khác, và mơ tầm 2 lần bay cùng với ngài Tôn Ngộ Không, như kiểu cô đã từng chơi thân với ngài vậy. Ngoài ra, cô mơ nhiều lần thấy Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Có lần, cô mơ được nhìn thấy mấy nghìn vị Bồ Tát bay trên trời, và lúc đó cô cũng đang bay. Từ bé, cô rất thích vẽ Phật và Bồ Tát. Cảm giác rất là quen thuộc, gần gũi khi nhắm mắt nằm. Đầu cô hiện ra ở giữa hai lông mày là một con mắt thứ ba đang phát sáng. Và cô luôn nghĩ mình có con mắt thứ ba. Cho đến một ngày, cô mơ mà đến giờ cô nhớ như in. Cổng trời mở ra, ở giữa là Ngọc Hoàng và hai bên là các vị quan đứng rất nhiều. Ngọc Hoàng có nói với cô là mở cái miếng bê tông dưới nhà ông bà cô đang ở. Khi cô nhấc miếng bê tông lên thì có hòm như đựng vàng bạc châu báu vậy. Ngọc Hoàng nói: "Con mở nắp ra." Cô mở ra thì có thanh kiếm phát sáng và bay vút lên tay Ngọc Hoàng đang ở trên trời. Thế rồi Ngọc Hoàng và các vị quan bay đi, cổng trời đóng lại. Nửa đêm cô mở mắt bật dậy, cảm giác thật quen thuộc, gần gũi. Từ các vị quan ở trên cho đến thanh kiếm. Từ nhỏ, câu cửa miệng cô hay nói trong đầu: "Ta sẽ thay trời hành đạo." Và đến giờ, câu nói ấy đang được phát huy. Khi cô đang ôn thi đại học, trong nơi cô chọn thì có 2 người phụ nữ làm thầy có tự nói với cô rằng: "Này cháu, kiếp trước cháu là ngọc nữ ở trên trời đó. Khi về quê đến nhà chị bạn chơi, mẹ chị ấy cũng có căn số và ra nói chắc chắn với cô rằng: kiếp trước cháu là ngọc nữ đó Nguyệt." 3-4 người nói cô vẫn chưa tin lắm. Cho đến một ngày cô tu nhiều hơn và có vị quan nói vọng trong đầu thì cô đã hoàn toàn tin. Năm học đại học thứ 4, khi cô mới nhắm mắt chưa hề ngủ, cô đã thấy cảnh tượng mình xuất hồn. Hồn bay lìa khỏi xác, quay lại vẫn nhìn thấy xác mình đang nằm dưới nhà. Bay rất êm và nhanh, rồi cô đến một bồng lai tiên cảnh. Cô thấy Quan Âm Bồ Tát và một vị Phật nhỏ. Rồi cô ngả người trong tư thế quỳ, ngước mắt lên cao là một vị Phật rất to. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nói: "Con thấy thế nào?" Cô đáp lại với Phật: "Con thấy con sẽ trân trọng những gì mình đang có ạ." Thế rồi cô bay về, bay qua quê của mình và bay về nơi cô đang ở trọ. Khi hồn nhập vào xác,
Cô mở mắt liền và thức luôn không ngủ. Ngay lập tức, cô nhắn tin tâm sự với một chị bạn thân về điều thần kỳ vừa xảy ra. Cô có nói chắc chắn không phải là mơ mà là xuất hồn. Thế rồi, từ đó mọi nghịch cảnh xảy đến với cô. Cô vào đền chùa kêu oan, cho đến khi cô nghe rất nhiều Phật pháp, tự tu tâm, soi bản thân mình mỗi ngày và nghe kinh sám hối, nghe rất nhiều các bậc chân tu giác ngộ giảng. Một thời gian sau, cô đã có khả năng đặc biệt nhiều hơn. Đến một ngày, cô vào chùa quỳ xuống Đức Phật xin: "Con xin người chỉ đường, soi sáng bước con đi, để sau này con giúp được nhiều người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Con thấu hiểu nỗi đau của mọi người, nên là mọi người đau, lòng con cũng đau xót lắm." Đến nay, cô đang thực hiện những gì cô đã từng xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cô vẫn đang giúp chúng sinh thức tỉnh và đi theo ánh sáng của lời Phật, Thánh dạy. Tất cả lời nói trên hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai thì cô sẽ bị trả giá đau đớn vì bịa đặt tâm linh. Nên là ai không tin, xin đừng phỉ báng cô Nguyệt. Nam Mô A Di Đà Phật.